tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Sự lãnh tháng lương đầu tiên. Sướng quá. Giờ làm gì giờ? Đi nhậu đi. Lâu quá không nhậu thèm bia chết luôn à. Nhậu đâu? Nhà hàng. Nghe nói có món cua càng long ngon lắm á. Quên, cua hoàng đế. Vậy hả? Nè, cầm tiền đi. Chi vậy? Nhậu mình đi. Ê, kỳ vậy? Mày nghĩ sao có nhiều tiền đi nhậu nhà hàng? Cho hỏi đây có phải là nhà anh Hà không? Đúng rồi chị, có chuyện gì không? Tôi muốn gặp anh Hà. Để tôi đi kêu anh Hà cho chị. Thôi có gì cứ để tôi tự vào đi, tôi là bạn thân của anh em. Đẹp quá, công nhận anh em nhà này có phước thiệt. Tỉnh lại đi. Anh bảo nghe đâu anh sắp làm một cái dự án phim gì lớn lắm hả? Cho tôi đóng với. Thật sự thì tôi cũng muốn làm việc với anh lắm. Nhưng mà các vai có người nhận hết rồi. Bộ không có cách nào khác hết hả? Phải có chứ đúng không? Hay là thế này, anh có thể tham dự vào buổi thử vai cho một phim quảng cáo về các chuỗi cửa hàng thời trang. Trời, anh biết đang nói chuyện với ai vậy? Ảnh là ông chủ của chuỗi cửa hàng thời trang đó. Cái gì? Phải đâu, thật sự là thằng Hà em tôi mới là chủ. Mà nói thiệt với anh là tôi chỉ muốn đóng chung với Luli thôi. Đổi gì mà tôi nghĩ vô. Chắc là không được rồi. Tại vì bỏ người ta ra mà không có lý do gì cũng kỳ lắm anh. Vậy hả? Ủa nhưng mà ai đóng chung với Luli? Đó là một siêu mẫu tên là Hoàng Hiệp. Nhìn tôi với cái anh chàng đó có giống giống nhau không? Giống không ấy, đổi cho tôi đi. Chắc là không được rồi anh à. Buồn chứ. Tính lại cách khác đi. Đằng nào thì cái hợp đồng đó cũng của nhà anh Giang mà. Để tôi tính. Chắc là sẽ có cách khác. Miễn sao anh đóng cặp với Luli là được rồi chứ gì. Tôi không quan tâm. Bên kế toán sẽ cập nhật thông tin. Được rồi, tốt lắm. Gặp lại sau. Cậu Hà, cô Hải Yến tới. Cái gì? Cô Hải Yến nói là cổ hẹn với cậu mà. Thêm xuống nói với cổ là con quá ở nhà, kêu cô về đi. Em đến rồi đây này. Anh đừng nói dối như thế, xấu lắm. Cô tới đây làm gì? Anh không muốn em đến thăm anh à? Một vị khách không mời mà tới, cô làm tôi ngạc nhiên đó. Anh, em không dễ quên mọi chuyện đã qua như thế đâu. Nhất là với những người thân yêu từng gắn bó với em như anh. Nhưng tôi thì khác. Tôi không còn nhớ một chút gì liên quan giữa chúng ta. Thật ra thì em đang nghe về những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của anh, nên đến để xem anh có bình an hay không. Nhưng mà thế này thì còn hơn cả bình an rồi còn gì. Chúc mừng anh nhé. Cô nói xong chưa? Cô về được rồi đó. Tôi rất bận, không có thời gian để tiếp cô đâu. Hồi trước lúc nào anh cũng tìm cách để gặp em cơ mà. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Có phải là anh đang đau lòng và giận em lắm đúng không? Em xin lỗi.
Lần trước em cư xử như thế là vì em mất bình tĩnh thôi. Cô không nghe tôi nói gì hả? Tôi đã thay đổi, tôi không còn nhớ gì hết. Nếu như cô còn tự trọng thì hãy về liền đi. Tôi không hiểu sao những gì đã xảy ra cô còn dám tới đây tìm tôi. Thôi mà anh, em biết là anh rất đau lòng về em. Tôi không phủ nhận là trước đây tôi đã rất đau lòng khi bị cô phản bội. Nhưng rồi mọi nỗi đau cũng sẽ hết thôi. Tôi đã vượt qua được. Giờ tôi không còn nghĩ gì tới cô nữa hết. Thậm chí tôi còn ghê tởm cô nữa kìa. Và mong muốn là sau này không bao giờ có một lần nào gặp lại cô nữa hết. Anh có thể xúc phạm em, anh nói em thế nào cũng được, nhưng mà em đến đây để xin lỗi anh. Anh có biết là chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh không? Thầy Yến, cô nghe cho kỹ nè. Tôi không có căm ghét hay thù hằn gì cô hết, cho nên cô không cần phải đến đây để xin tôi tha thứ. Chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc từ rất lâu rồi, cô hiểu chứ? Bây giờ thì cô về đi. Chúc cho tương lai của cô thật là tốt đẹp. Anh à, anh không thể đối xử với em như thế này được. Anh suy nghĩ lại đi. Và tôi hy vọng là sau này cô đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa. Cô đứng lại. Cô đi đâu đến giờ này mới về? Thì em đi dạo phố. Cô đừng có nghĩ rằng cô muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm mà không phải giải thích với tôi. Cô nên nhớ, tôi là chồng của cô và cô phải tôn trọng điều đó. Tóm lại là cô đã đi đâu và làm chuyện gì? Tóm lại là em đã đi ăn rồi đi dạo phố, đi mua sắm. Nói gì bây giờ? Cô đã làm tất cả những việc đó chỉ có một mình. Làm một mình thì không lâu như thế được. Tôi đã gọi điện cho Trinh và nó không hề gặp cô. À thế còn mấy người quen nữa đấy, anh đã gọi hết cho họ chưa? Hay là bây giờ mỗi lần đi ra phố một mình tôi lại phải đi cùng với anh? Cô đang định chống đối tôi đấy à? Hải Yến, cô nói xem cô đã đi đâu và làm những gì? Anh bị khùng đấy à? Anh là chồng của tôi hay là ông cai ngục của tôi đấy? Tôi đã nói rồi, anh đừng nghĩ đến việc sẽ kiểm soát được tôi. Ừ thì đúng là tôi đã có chồng, anh là chồng của tôi đấy. Nhưng mà không có nghĩa là tôi phải mất đi sự tự do của mình. Ê, nhỏ tới đây tìm mày chi vậy? Mày có gian díu gì tới người ta không? Làm vụ chuyện đó. Không có sao tìm mày. Làm sao mày biết được? Ngay sau đó em đuổi cô về rồi. Mày cẩn thận với con yêu quái đó đó. Tao không muốn nó gạt mày một lần nữa đâu. Mày thì nhẹ dạ cả tin, nhỏ đó ma mảnh tinh quái, cẩn thận đó. Anh đừng có lo, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa đâu. Thiệt, thằng Hà đâu phải lúc nào cũng khờ khạo đâu, có lúc nó nhận ra chứ. Bực mình mỗi lần nghe nhắc tới nhỏ đó. Mốt ăn cơm không có nói tới nhỏ đó nữa nha. Bực, mới hết bực chuyện này tới bực chuyện khác nữa. Còn chuyện gì nữa? Ta không thích sự có mặt của một người trong nhà của bà Lan. Ai? Thằng Phát đó. Nó cứ lảng vảng trong căn nhà đó hoài. Tao đoán chắc đang có một mưu đồ gì đó. Anh Phát không có một chút kinh nghiệm gì về công việc quản lý resort cả. Thay vì giúp đỡ em, anh ấy chỉ làm cho em mất thêm nhiều thời gian thôi. Mẹ thật là sai lầm khi đã nhờ anh ta làm công việc này. Mẹ không có sai lầm đâu. Mẹ đâu có muốn anh ta làm quản lý. Mẹ chỉ muốn cái bóng của anh ta lởn vởn trong nhà mình để dọa dẫm nhà anh Hải thôi. Anh, lại có chuyện gì nữa hả? Anh cần nói phó với ai? Chuyện này rất khó cho tao. Anh nói đi. Và cũng khó cho mày nữa. Mày phải hứa hãy giữ kín chuyện cho tao. Được. Tao cần mày theo dõi một người.
Vậy là thám tử. Đúng vậy. Mày phải làm 24/24. Xem người ta đi đâu, làm gì và đi cùng ai. Được, anh cứ yên tâm. Em sẽ không làm cho anh thất vọng. Ai? Thằng nào? Không phải thằng nào, mà là một con đàn bà. Tao muốn mày theo dõi vợ tao. Chị Mát. Ủa, chị đang làm gì ở đây vậy? Tôi đi coi giường tược nó thế nào mà. Dạ. Sẵn thím coi giùm coi thiếu gì thím báo tụi con luôn nha. Dạo gần đây tụi con lu bu quá cho nên cũng không để ý. Hôm nay trời se se lạnh à thím? Ừ. Những lúc mà trời lạnh như thế này đó, tôi thích tản bộ đi ra ngoài dữ lắm. Chắc là thím nhớ con gái thím hả? Cũng đúng. Với lại tôi cũng nghĩ về bà ta nữa. Sao mà ít khi nào con nghe thím kể về bà ta vậy ta? Nói làm gì cậu. Tôi không có muốn kể cho mấy cậu nghe những cái chuyện buồn đã xảy ra. Mấy cậu buồn như vậy là đã đủ rồi, đã quá nhiều rồi. Với lại tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư. Thím à, tụi con rất là muốn giúp thím. Nếu mà thím kể mọi chuyện có thể tụi con giúp được. Ví dụ như thím có thể nói là cổ tên gì hay là... Cậu thông cảm, tôi không thể nói được. Trời ơi thím ơi, có gì đâu, thím cứ giấu hoài à. Có thể ít nhất thì thím phải miêu tả là cổ dáng người sao rồi này kia. Thôi được rồi, con gái của tôi là một cái cô bé rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp và dễ thương lắm. Ủa vậy là thím mang thai cổ là lúc đang làm cho nhà bà Lan à? Không, tôi mang thai trước khi tôi tới đó làm. Ủa, con nhớ thím nói với tụi con là thím chứng kiến tất cả các cô con gái trong đó sinh ra và lớn lên. Nếu nói như vậy thì cái chị đó phải lớn hơn mấy người trong nhà đó. Không, nhỏ hơn. Mà cũng không phải. Biết nói sao bây giờ. Đúng rồi, lớn hơn. Nhưng mà thôi cậu Giang à, tôi xin lỗi. Cậu đừng hỏi thêm nữa được không? Cậu làm cho tôi lo lắng thêm đó. Con xin lỗi thím, chỉ là con quan tâm thôi. Cảm ơn cậu. Tôi xin phép. Tôi không ngờ là anh Hà có thể đối xử tàn tệ với tôi như thế cơ. Độc ác này, lạnh lùng này, dã man. Đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà mới kinh chứ. Ai kêu bộ tới đó? Bà không nên làm như vậy hiểu không? Tôi tới, tôi gặp anh ấy, tôi nói chuyện với anh ấy, xem anh ấy nghĩ gì về tôi. Tới để làm gì, biết để làm gì? Nếu mà bộ còn coi tôi là bạn á, thì hãy nghe lời tôi, đừng bao giờ tới tìm anh ta nữa. Đời gì đâu mà chán. Giờ anh Hà anh có tất cả rồi đấy. Còn tôi thì chẳng có gì. Lại còn không được gặp anh Hà mới sợ chứ. Như vậy là bồ định quay lại với anh ta hả? Đương nhiên. Quay lại để còn làm chủ đống tài sản đấy chứ. Hải Yến ơi là Hải Yến, tôi khuyên bồ, bồ nên nhớ bây giờ bồ là người đã có chồng rồi. Công việc thì ổn định, biết bao nhiêu người mơ ước được điều đó. Tôi nói thiệt nha, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc nữa đó. Thế rồi giữ được bao lâu? Rồi cũng sẽ mất hết thôi, nói cho bồ biết. Cuộc sống với Lão An á, chẳng khác gì ở tù.
Tôi muốn có một người thực sự yêu thương tôi, chăm sóc tôi, lo cho tôi như là anh Hà ấy. Bộ phải quên cái chuyện này đi. Bộ hãy coi giống như là một cái cuộc chơi, một cái trò đùa. Quên đi. Tôi tin chắc là anh Hà anh chưa bao giờ chơi bời với tôi cả. Mà thật ra là tôi thấy tôi cũng vẫn còn yêu anh Hà nhiều chứ. Nói thiệt nha, bộ phải suy nghĩ cho cẩn thận đó. Chứ nếu mà việc này tới tai ông An á hả, tôi nghĩ không phải là chuyện nhỏ đâu, rắc rối to đó. Bà nghĩ mấy chuyện đấy mà ngăn ở tôi ấy à? Tôi sẽ giành lại anh Hà nếu tôi muốn. Và tôi muốn. Con bú thấy cưng ghê. Con ơi, hai chú cứ hỏi con hoài luôn á. Em, thằng Hà vậy chứ nó chưa biết mặt con mình nữa đó. Em không thể hứa trước được điều gì vào lúc này hết. Nhớ em để nhớ con quá trời luôn. Lúc nào cũng mong được gần em, gặp em, rồi gặp con nữa. Không biết sau lần này thì lần nào mình mới được gặp lại nhau nữa. Anh cũng biết là bây giờ em ra ngoài rất là khó. Mẹ sẽ dòm ngó. Rồi em làm khai sanh cho con chưa? Định cho con mang họ gì? Em vẫn chưa làm nữa. Chừng nào làm? Đợi hoài vậy? Sắp rồi. Chắc là vào dịp sinh nhật đó. Thôi gió quá, đem đưa con về nha. À, về nha con. Ừ. Về ngoan nha, đừng có khóc nha. Con mà khóc là mẹ buồn lắm á. Có chuyện gì vậy mẹ? Nhìn mẹ như sắp nổ tung vậy. Mẹ biết ngay là thế nào nó cũng đi gặp cái thằng khốn đó mà. Nhưng mà mẹ tức một điều là nó làm cái chuyện này ngay trước mặt mẹ. Bây giờ hẹn hò quá dễ mà. Cách nhau có một đoạn thôi. Mà cô ấy đưa thằng nhỏ đi ạ? Đúng vậy. Mẹ đang lo là không biết cái thằng khốn nạn đó nó có làm gì thằng nhỏ hay không đây. Mẹ hãy tìm mọi cách ngăn cản Thảo đi. Đừng liều lĩnh như vậy. Con giúp mẹ chuyện này nhé. Mẹ biết rồi đấy. Hoàn cảnh của con bây giờ không can thiệp vào chuyện này được. Con chỉ quay lại đây để giúp quản lý resort thôi. Con bây giờ mà nhúng vào nữa thì mọi chuyện càng phiền phức đấy mẹ. Mẹ cũng không biết được là cái thằng khốn đó nó có biết là con đã quay lại đây chưa. Dĩ nhiên hắn đã thấy con ở trong vườn. Nếu hắn không cẩn thận, hắn không chỉ mất Thảo mà còn mất cả thằng nhỏ nữa. Nè, đưa nó đây cho mẹ. Dạ, để chút nữa đi mẹ. Con cho nó ăn đã, nó đói rồi. Con còn sợ nó đói nữa hả? Mẹ không hiểu tại sao con lại làm như vậy nữa. Con nghĩ sao mà đưa thằng nhỏ đi ra ngoài đường suốt từ sáng tới giờ? Con không sợ nó bệnh à? Con thích đi dạo, thằng nhỏ cũng cần được vui chơi bên ngoài. Không thể suốt ngày chỉ để nó ở trong nhà. Con nói dối mà không hề biết xấu hổ. Con đi đâu bộ mẹ không biết hay sao? Con đi gặp thằng Hải đúng không? Bây giờ mẹ theo dõi cả con nữa sao? Mẹ đâu có cần làm như vậy. Cái người ngu xuẩn nhất cũng biết được rằng con đang làm gì. Con đi đâu kia mà. Con lén lút ra ngoài gặp nó. Con đã hứa với mẹ là con phải sống theo nguyên tắc ở trong cái nhà này. Tại sao bây giờ con phá bỏ? Nhưng mà tụi con không gặp nhau ở nhà này. Ở đâu cũng vậy, đó là nguyên tắc. Mẹ bình tĩnh lại đi. Kể từ bây giờ con sẽ đưa thằng nhỏ về nhà ba nó. Có như vậy thì mẹ sẽ không thể ngăn cản như giận con được. Vì con và thằng nhỏ sẽ không ở trên đất của mẹ nữa. Nè, con dám làm cái điều ngu xuẩn đó hay sao? Sao lại không hả mẹ? Nó sẽ được ở nhà ba nó chơi cả ngày. Ba nó và cả hai chú của nó nữa, có thể chăm sóc nó chu đáo. Con chắc có đâu, chắc con có đâu. Đâu có bồng hút các cỏ đâu. Ôi trường ơi trường, ôi trời ơi, gì gì khóc ôi trời ơi trường. Có trường, có trường, có trường. Đây con. Nè, đây, nước của con đây, nước của con đây. Nè, Thạch Thảo, con có biết là con đang giết mẹ không hả? Nhưng mẹ không để tụi con được yên. Mẹ đang hành hạ cả tụi con và cả mẹ nữa. Con đã cố nhịn mẹ rồi mà mẹ ép con cứ phải cãi lại mẹ. Con, hai mẹ con đang cái lộn nhau đó hả? Bà biết nó làm gì không? Tớ tính đó là qua nhà thằng Hải ở rồi đưa cả thằng nhỏ này đi nữa nè. Bà coi vậy được không?
chẳng lẽ chỉ có vài giờ trong tuần để nó gặp ba của nó mà mẹ cũng ngăn cản sao? Anh Hải có quyền gặp con ảnh mà mẹ. Mẹ không nói chuyện với con nữa, con với cái. Mẹ. Lan à, con bỏ cái thói than vãn đó đi. Con sẽ hết bực mình, hết khó chịu khi con biết tôn trọng quyền tự do của người khác. Nói hoài tại sao con không hiểu? Là con không thể nào áp đặt ý kiến của con cho con cái con vậy được hả? Mẹ, con đi làm đây. Khoan đã, con ngồi xuống đó đi. Mẹ muốn nói chuyện với con. Có chuyện gì mẹ nói luôn đi. Nếu là chuyện hôm qua thì con cũng nói thẳng với mẹ. Mẹ không thể kiểm soát con được. Con yêu và tôn trọng mẹ, nhưng con sẽ làm theo ý muốn của mình, vì con thấy nó không có sai. Chính con đã ép mẹ làm như vậy. Mẹ đã cho con tự do, mẹ không hề ép uổng hay là nặng nhẹ con. Nhưng mà con đã lợi dụng điều đó. Mẹ đã không công bằng với anh Lưu. Mẹ muốn anh phải phục tùng theo ý của mẹ. Đến khi anh không chịu thì mẹ lại đối đầu với anh. Mẹ chỉ muốn tốt cho nó thôi. Nếu như nó nghe lời mẹ, nó sẽ trở thành một người đàn ông rất là hạnh phúc, và nó sẽ có tất cả. Mẹ không có quyền gì bắt anh phải kết hôn. Tối hôm qua mẹ cũng không có lý do gì để làm như vậy hết. Nhưng mà mẹ không muốn con đi chơi với nó. Mẹ à, ảnh là anh họ của con, tại sao mẹ lại cấm con không được chơi với ảnh? Mẹ hết sức là vô lý đó. Tốt nhất là mẹ đừng có nói như vậy nữa, không thì người ta cười cho đó. Yên Khê, có chuyện gì vậy ba? Con biết mặt mẹ con chưa? Ông, ba nói gì vậy? Mẹ con đang ngồi bên cạnh ba kìa. Bà này á, đâu phải là mẹ của con. Ông, con đừng có nghe lời ổng. Bây giờ khi quên khi nhớ, ổng còn không hiểu ông nói cái gì nữa kìa. Nè. Chừng nào con đi thăm mẹ con, cho ba đi với nha. Ông, cứ nói nhảm hoài à, ăn đi. Nè, ông kỳ quá. Mẹ, ăn đi. Mẹ làm cái gì vậy? Ăn đi. Mẹ, con đi vô đây. Bà mắc nghẹn rồi kìa. Mắc nghẹn cái gì? Cứ để ông nói bậy không à. Bây giờ là ban ngày hay ban đêm vậy? Đó, con thấy chưa? Thôi sao được rồi. Đi đi, đi đi. Con đi đi. 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 Yêu cầu hay không? Hai mươi bốn trên 24, không rời nửa bước. Nhưng mà anh à, em cảm thấy chán, cảm thấy ngán công chuyện này lắm rồi. Muốn làm gì cũng không được hết á. Mày phải kiên trì, tiếp tục công việc cho đến lúc nó có kết quả. Lúc đó tao mới trả tiền mày, mày hiểu chưa? Em biết rồi. Mày đừng có xị cái mặt lên. Đứng dậy đi làm. À, xin chào. Chào. Chào kẻ phản bội. Sao nói vậy? Đùa đi. Vậy thì tôi sẽ nói là rất hân hạnh được đón tiếp quý khách đã đến quán bar của tôi, được chưa? Nói thật với cậu là từ khi tôi trở lại, tôi quên mất cách quản lý quán bar rồi. Nghe nói là cậu và Yến sắp đi đâu à? Chúng tôi định đi xa một thời gian. Thế nhưng mà cô vợ dễ thương của tôi lại quá cứng đầu, và cô ấy không chịu đi. Tôi tưởng cậu nói là cậu đã điều khiển được cô ta. Tất nhiên, nhưng có những lúc cô ta điều khiển ngược lại tôi. Mà thôi, không nhắc chuyện Hải Yến nữa. Sao, công việc của cậu dạo này thế nào? Tôi cũng chung cảnh ngộ với cậu thôi.
Tôi đã sống ở đó lâu và rất thích nơi đó. Nhưng khi quay trở lại làm việc thì mọi thứ đã khác. Có nghĩa là cậu thấy hối tiếc và hôm nay đến tìm tôi? Không, tôi biết tôi đang làm gì và tôi không cho phép tôi được sao nhãng. Tôi sẽ quản lý resort đó cho đến khi tôi đạt được điều tôi muốn. Nhưng dù sao thì cậu cũng phải dành thời gian cho mình, một khoảng thời gian tự do nào đó chứ. Chẳng nhẽ bây giờ cậu không biết chơi bời nữa rồi? Tại sao cậu nói chuyện đó với tôi? Thì tôi phải hỏi để biết được nhu cầu của khách hàng mà phục vụ nữa chứ. Chắc cậu đến đây là cần tìm một em xinh đẹp. Cậu cần không? Tôi sẽ giới thiệu. Không, tôi không cần đâu. Bây giờ như thế này cũng đủ khùng rồi. Tôi chỉ sợ cậu không đủ sức thôi. Ông chủ, tôi muốn nói chuyện với ông một chút được không? Tất nhiên là được. Chào anh Sang. Tôi có thể giúp gì được anh? Tôi cần một cô gái đặc biệt. Điều đó thì quá là dễ dàng. Anh cần cô nào? Tôi sẽ dẫn cô ấy đến phục vụ anh tận tình. Đợi đã, cô ấy hát xong cái Hải Yến đấy. Hải Yến à? Sao lại là Hải Yến? Lúc trước tôi có đi lại với cô vài lần, giờ tôi thấy cô ấy càng ngày càng đẹp hơn. Có nghĩa là ông muốn dùng tiền mua Hải Yến của tôi? Ông bán bao nhiêu? Trước đây cô ấy làm công cho tôi, còn bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi rồi. Không thành vấn đề, tôi không phải là người hay ghen. Tôi trả gấp đôi. Được, vậy ông đi theo tôi. Em ơi, cho đèn xa chút xíu đi. Ê, cái cảnh này chắc nó giống như là bữa mình quay trong rừng phải không? Ừ, đúng rồi. Ủa, nhưng mà Lưu Ly đâu, sao mà chưa tới nữa? Chưa tới giờ mà, tụi tôi cũng đang đợi gỗ đó. Ờ, vậy hả? Ờ, mà nè, đừng có nói cho mỏ biết mà cái chuyện mà tôi làm diễn viên cứ bí mật hả? Anh đang đẩy tôi vô phiền phức đó. Nhưng mà tôi cũng có phương án dự phòng rồi. Không có sao đâu, mọi chuyện tôi sắp xếp hết trơn rồi. Ủa mà cái người đóng thế tôi đâu rồi? À, đi theo tôi. Sao lại là anh vậy? Thay đổi kiểu này cũng thú vị mà phải không? Chuyện đi làm sao vậy? Anh làm cái gì? Thiệt á, mẹ không thể nào nhận ra nó được nữa. Nó là một con người khác, không phải là con gái của mẹ. Nó cãi lại mẹ rồi thách thức mẹ. Nó coi mẹ như là kẻ thù của nó vậy đó hả? Mẹ đừng có buồn về những gì Thảo gây ra nữa. Mẹ hiểu cô ấy hơn ai hết mà. Có lẽ Thảo cố tình làm như vậy là để chống lại ý muốn của mẹ đấy. Không đâu con, nó làm thiệt đó. Nhưng mà mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ làm đủ mọi cách để không thể nào để thằng nhỏ mang họ của thằng khốn nạn đó được. Con, mẹ muốn thằng nhỏ sẽ mang họ của con. Mẹ làm như vậy là sai lầm đó. Mẹ đừng có bao giờ nhắc đến tên con ở đó. Nếu như vậy, Thảo sẽ xem đó như là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Điều quan trọng bây giờ là mẹ phải giữ làm sao để cho Thạch Thảo không gần gũi thằng cha đó. Anh Phát, chú Tùng đang chờ đợi quyết định của anh đó. Con làm cái gì vậy? Con không thấy là mẹ đang nói chuyện với anh Phát hay sao? Mấy cái chuyện đó con tự giải quyết được mà. Mọi khi con cũng đã làm như vậy rồi. Con xin lỗi. Mẹ hãy bình tĩnh đi, để giải quyết mọi việc sáng suốt hơn. Ừ. Anh buông ra coi, anh làm cái gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó. Em la lên đi, không ai xíu chuyện này đâu. Anh muốn cái gì? Anh muốn nói chuyện với em. Em bình tĩnh lại đi, đừng có như bà khùng điên như vậy. Còn gì để nói hả?
Anh nói cho em nghe, anh không muốn em mặc đồ hở hang rồi đi ôm ấp với thằng người mẫu. Đóng phim cái gì, dẹp hết đi, anh cấm em đó. Chờ đi, lát bận bikini diễn nữa nè, muốn không? Mà anh là cái thái gì, anh là cái thái gì mà anh nói với tôi như vậy? Anh có tư cách gì, anh nghĩ anh là ai? Trên luật pháp anh vẫn đang là chồng của em, chưa có ly dị đâu. Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi luôn luôn nhớ là chúng ta chưa ly dị. Nhưng mà tôi luôn luôn muốn ly dị với anh. Đó là việc đầu tiên tôi muốn làm trong tất cả mọi việc, anh hiểu chưa? Vậy thì cứ làm liền đi, làm trong im lặng. Mà trước khi làm á, vẫn đang là vợ chồng thì tôi cấm làm việc này. Cấm hả? Anh dẹp cái từ cấm đi. Hả? Anh không có tư cách nói với tôi chuyện đó đâu. Đừng có hù tôi. Từ lâu rồi anh đã không còn làm cái gì trong đầu tôi nữa đâu. Tôi cấm em. Tôi nhắc lại đó. Cấm hả? Anh thích cấm thì anh cấm. Tôi thích làm thì tôi làm. Tôi là người tự do mà. Tôi hoàn toàn tự do nè. Tôi chưa tự do đâu. Đúng. Anh nói không sai. Tôi chưa bao giờ tự do đúng không? Bây giờ chưa tự do, nhưng mà sau này sẽ tự do. Chóng mắt lên mà coi ha. Vậy thì cho tôi biết, khi nào chuyện đó xảy ra? Anh Hải, anh đang làm cái gì vậy? Tính đốt luôn cái xưởng tàu của anh luôn đó hả? Đốt cái gì là chuyện của tôi. Hỏi làm cái gì, có liên quan gì tới cô không? Anh đốt bên đó mà khói bay tùm lum sang đất của tôi kìa. Khách phàn nàn quá trời rồi. Đất nhà cô rộng mênh mông, khói sao bay tới được. Mà thiếu chỗ ông đứng, đứng chỗ có khói chi rồi nói. Anh hai, đi đâu á, tiệc tùng nữa hả? Đâu có tiệc tùng gì đâu. Em có hẹn với đối tác, chuyện làm ăn á mà. Ủa mà nãy giờ có chuyện gì ông sùm vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Thì nghe lớn tiếng nãy giờ. Bệnh á, đốt rác đây không thích, la. Để em qua nói chuyện với cô. Nè cô Đỗ Quyên, có chuyện gì vậy? Bên anh mà còn đốt rác như vậy nữa, tôi sẽ kiện đó. Cô kiện cái gì? Anh em tôi đốt rác bên đất của anh em tôi mà, mắc mớ gì tới cô? Thì nó làm ô nhiễm không khí, khói bay tùm lum tùm la qua resort của tôi hết rồi kìa. Vậy cô đi kiện đi. Cô đi kiện không khí, đi kiện gió, tại vì gió thổi khói từ bên tôi sang bên cô á. Nè, anh đừng có mà ăn nói ngang ngược vậy nha. Đừng có tưởng là anh muốn làm cái gì thì làm nha. Nè cô Đỗ Quyên, cô tiểu thư Đỗ Quyên à, chắc là từ nhỏ tới lớn á, cô quen được nuông chiều rồi đúng không? Cô nói gì ra người ta cũng nghe răm rắp theo hết á. Bây giờ những ai mà không làm theo ý cô khó chịu, cô gắt gỏng, đúng không? Cô về mà khóc nhẹ với mẹ cô đi, đừng có ở đây lớn tiếng nữa. Dám nói tôi vậy hả? Hả? Nè, đó, nói đi, nói nữa đi, coi tôi có sợ anh không thì biết. Em làm cái gì mà em quýt anh hoài vậy? Ai biểu em lợi dụng tôi? Tùy em đó. Được rồi, luật sư của tôi sẽ liên lạc với anh để bàn chuyện ly dị này. Nói luật sư có làm nhanh nhanh đi, luật sư tôi đang chờ cô đó. Ủa, trời, cậu làm gì mà sao áo sống chịu mặc vô vậy? Chị lấy giùm em cái áo khác đi. Ôi trời ơi, cái mùi mà nghe khủng khiếp vậy nè. Cái con nhỏ chẳng tin đó, riết được không biết kiên nể dài hết á. Cứ y như con bộ hung ở giữa đám phân vậy. Cậu Hà, có điện thoại bàn gọi tới, nói là đang chờ cậu đi họp. Dạ, nhờ thêm nói với họ, chờ con xíu con qua liền. Tôi biết rồi. Lẹ lẹ chị Quý ơi. Em mới là Lưu Liên Quanh. Em muốn gọi là chồng hay không á, kệ em. Anh quá đà rồi đó, tôi sẽ không tha thứ cho anh chuyện này đâu. Lưu Ly à, nghe tôi nói nè. Tại sao anh lại thông đồng với ta? Tôi luôn luôn nghĩ anh là một người rất nghiêm túc mà. Hóa ra công việc đó với anh là trò đùa. Thực ra anh Giang nhờ tôi. Anh Giang cũng là chủ của đơn đặt hàng lần này. Tôi không làm trái ý được, lỡ như họ hủy hợp đồng thì sao? Cái trò đê tiện gì vậy? Cậy có tiền à? Tôi đồng ý bởi vì anh ta là chồng của cô. Ai nói vậy? Từ lâu lắm rồi tôi đã không coi anh ta là chồng của tôi. Nè, tôi sẽ không làm việc với anh nữa. Anh đi tìm người khác mà đóng cho anh đi. Loli à, đừng có như vậy mà. Nè, tôi nhắc lại một lần nữa, đây là lần cuối cùng tôi làm việc với anh. Và cũng là lần cuối cùng tôi đóng mấy cái phim quảng cáo như vậy. Nói gì vậy? Mẹ, mẹ đi đâu giờ này? À,
Mẹ đi câu lạc bộ với Phát, có chuyện gì không con? À, không. Con nghĩ mẹ có quyền tự do làm những gì mẹ muốn. Sao lâu vậy mẹ? À, mẹ xong rồi. Dạo này mẹ hơi căng thẳng, nên anh đưa mẹ đến câu lạc bộ giải trí một chút. Ở trong nhà này không ai đưa mẹ đi cả, nên tôi phải làm việc đó. Anh không cần giải thích đâu. Tôi nghĩ hai người cũng nên ra ngoài giao tiếp với mọi người. Chúc vui vẻ. Gì vậy? Còn cái chuyện gì nữa? Cái tụi hàng xóm khốn kiếp đó đó, kể cả ông Phát nữa. Chị không biết là ông ta tới đây để làm gì. Chắc là để đánh đu với mẹ đó. Mẹ thuê anh ta tới là để có người gần gũi nè, chia sẻ nè, tâm sự. Xa một cái là mẹ nhớ muốn điên luôn. Kỳ cục. Em sao vậy? Bộ có chuyện gì bực mình hả? Chắc là gặp trục trặc trong công việc chứ gì. Không đóng phim cho ông Bảo nữa, chiều mới cãi lộn rồi. Sao vậy? Thì trong một cảnh quay người đóng chung với em á quá trớn, ghét, bỏ. Trời ơi Luli ơi, em đi đóng phim hay là em đi chơi, không có thể bỏ ngang như vậy được. Ừ, thì đúng là em mất kiểm soát. Lần này là lần cuối. Như vậy không có được một chút nào hết á. Mà chị thấy á, chị cũng không hiểu nổi em nữa. Hình như em bị điên rồi đó. Điên. Điên khùng gì cũng là em á, được chưa? Trời ơi, làm gì phản ứng mạnh như vậy? Kệ em, điên mà. Không thèm nói chuyện với em nữa. Chị Lan. Chào Yên Khê. Lâu lắm rồi chị mới được gặp con. Mà cũng lâu lắm rồi con mới ghé đây đúng không? Dạ, lâu lắm rồi con cũng không qua nhà dì. Con cũng nhớ ông ngoại và thằng nhỏ lắm. À, chắc là bây giờ nó dễ thương lắm hả cô Lan? Nó xinh lắm chị à. Yên Khê dạo này trông đẹp ra đấy. Cảm ơn anh. Ờ, Việt. Chào em. Anh, con xin phép, con ra ngoài một chút, con có việc đi con. Ai đấy hả bố? Bạn trai Yên Khê hả? Không, nó còn nhỏ mà bạn trai gì con. Nó chưa nghĩ đến chuyện gì hết trơn á. Lại có người sắp trồng cây si rồi, bà Úc cẩn thận đấy. Mà chị, nó còn làm việc cho cụ Lưu hay không? Có một thời gian nó rất thân với gia đình nhà thằng Giang. Tôi vẫn không sao quên được chuyện đó. Thật đúng là một cơn ác mộng á. Mẹ và bà Úc nói chuyện đi, con xin phép qua chỗ bạn con một chút. Chào em. Trời ơi, ai đây? Ngạc nhiên quá. Anh cứ lo tối nay sẽ không gặp em ở đây chứ. Sao lại nghĩ như vậy? Em biết chắc là anh sẽ tới đây, cho nên em mới tới đó. Chứ không thì em đã ở nhà phụ anh Lưu làm việc rồi. Ông anh họ của em quản lý em chặt quá đấy, cả ngày đêm mà. Không có đâu, tại công việc nhiều quá nên em ở nhà giúp ảnh thôi. Nè, anh đừng có ganh tị với ảnh đó. Này, hay mình ra chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây mẹ em cứ nhìn anh hoài thấy sợ quá. Tôi không ngờ là nó cứ hay dễ nổi loạn như vậy. Em không quy kết chị, nhưng mà thật ra chị có lỗi rồi đó. Chị đã để cho nó quá tự do, bây giờ nó qua mặt chị luôn rồi. Mà chị, thời gian còn đó, chị nên thắt chặt dây cương lại. Bộ cô tưởng là tôi chưa bao giờ làm chuyện đó à? Nhưng mà không có dễ dàng như vậy đâu. Bởi vì hai mẹ con hãy vừa nói chuyện ra cái là nổi khùng lên nhau à. Chị, bây giờ vậy nè, chị cố gắng chị làm thêm một lần nữa coi. Nó còn trẻ mà, chị còn kiểm soát nó được cái mà. Khổ nổi là ông chồng tôi cũng làm cho tôi nổi khùng thêm nữa. Hả? Anh bình tĩnh lắm hả? Bệnh tình thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi hết á. Nhưng khổ nổi là lúc nào ông cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại á, là con Yên Khê không phải là con của chúng tôi, mà là con của cô Én. Trời đất ơi, nhưng mà anh có nói với lại Yên Khê không? Đã một lần suýt nói ra rồi, nhưng mà tôi đã kịp ngăn lại.
Đó, nhưng mà bây giờ tôi sợ là biết đâu một ngày nào đó rồi ông tiết lộ cái chuyện đó với con Yên Khê thì sao? Chị à, như vậy thì quá nguy hiểm đó. Thì bởi vậy, cho nên là bây giờ khổ lắm, ông mất trí như vậy đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thì lại nhớ rất rõ những chuyện gì xảy ra. Rồi đã vậy, ông biết rõ chuyện gì ông không nên làm nữa. Lâu rồi mình không gặp nhau đúng không? Ừ. Hình như từ lúc anh lấy con Thảo. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Em biết ngay là anh sẽ hối hận vì cái thảm họa đó. Ai cũng biết là con Thảo lừa anh để mà đi gian díu với kẻ khác. Em định trả thù anh hay sao đây? Làm gì có, tại sao em phải trả thù anh? Anh có biết là sau khi chia tay anh, em đau khổ lắm không? Hay là chúng ta quay lại với nhau đi. Anh vẫn còn yêu em. Anh bị điên hả? Sao anh tự tin quá vậy? Anh nghĩ là em đợi anh cho tới lúc này hay sao? Trên đời này còn nhiều đàn ông thú vị lắm anh à. Em thích người đàn ông nào phải làm em phát điên lên cơ. Vậy thì em đã tìm được người đàn ông đó chưa? Nếu mà em nói ra đó, anh sẽ bất ngờ lắm. Em biết được bí mật của anh thì sao anh không biết được bí mật của em chứ? Mình qua chào mẹ em một tiếng đi. Mẹ, đây là anh Việt. Mẹ nhớ anh Việt chứ? Chào bác ạ. Đương nhiên là nhớ chứ. Việt, con của bà Hiền chứ gì. Dạ. Đâu, để tôi coi coi cậu có gì thay đổi không. Dạ, con vẫn vậy ạ. Giờ này bác vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Yên Khê, sao tự nhiên mày nhức đầu quá. Thôi, đi về thôi. Ờ, vậy thôi, mai sẽ gọi cho em sau giờ học nha. Dạ, con chào bác ạ. À, nhưng mà ba mẹ cậu không có tới đây à? Dạ. Mà cậu cũng vẫn dán tới đây một mình à? Mẹ, sao lại không chứ? Anh Việt đã 20 tuổi rồi mà. Ôi, người lớn kia kìa mà còn chưa biết ra làm sao. Huống gì cái thứ mới chập chững biết đi. Đi về thôi. Ừ. Mẹ, em về trước nha. Mẹ không ngờ con lại quen với cô Dung, con nhà ông Giá. Cô Dung là một cô gái rất tuyệt vời mẹ. Trước khi đến với Thảo, con và Dung đã có thời gian làm bạn với nhau. Con nhắc chuyện cũ làm gì? Bộ con tính quay lại với cô ta à? Dạ không có chuyện đó đâu. Trước đây cô ta cũng điên cuồng lên với con đó. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã phai nhạt rồi. Con chỉ yêu Thảo thôi. Nè, cô ta đã có người yêu chưa? Chắc là chưa. Nhưng cô ta nói đang theo đuổi một người đàn ông. Nếu mẹ biết người này chắc chắn mẹ sẽ sốc. Là ai vậy? Thằng Hải. Thằng Hải? Con có lộn không vậy? Hay là cô ta giỡn với con? Con hiểu tính cô ta. Cô ta không có giỡn đâu. Nhưng mà thằng Hải nó có yêu cô ta hay không? Chắc là không. Mặc dù cô ta vẫn theo đuổi hắn. Hèn gì, dạo gần đây mẹ thấy bên gia đình ông Giá hay tổ chức tiệc tùng và mời gia đình anh em nhà thằng Hải qua. Con thấy hình như mẹ ít quan hệ đi lại đối với nhà ông Giá đúng không? Mẹ không ưa ông ta. Ông ta là một lão già hư hỏng và mất nết. Bà vợ thì cũng không tốt đẹp gì. Nhưng mà ngược lại, mẹ thấy cô Dung mê thằng Hải lại là hay đó. Mẹ bớt mơ mộng cái chuyện đó đi. Mẹ nói thiệt đó, nếu như hai người họ đến được với nhau, có nghĩa là mẹ đã cứu được con gái và cháu ngoại của mẹ rồi.